Ba đời khổ của người đàn bà mang tiếng ác nhốt chồng, tai họa liên tiếp giáng xuống đầu. <laughs> Xin chào các bạn đang theo dõi PKT Tiêu sư tử tù giang hồ người nổi tiếng. Số phận không chịu buông tha cho chị, bởi chồng chị từ một người bình thường bỗng phát bệnh thần kinh. Cả ngày chỉ biết đi lang thang, la hét, đập phá đồ đạc và rất hung hăng với vợ. Nhiều năm qua, chị ngẫm buộc phải mang tiếng ác nhất làng là nhốt chồng trong căn buồng vài mét vuông để bảo vệ mình đúng là đời cùng khổ. Người phụ nữ có ba đời khổ. Nhiều năm qua câu chuyện về chị Lê Thị Ngẫm sinh năm 1977, trú tại thôn Đồng Bình, xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, nuôi chồng thần kinh trong gian buồng khóa trái, nuôi con gái bệnh tật khiến người dân nơi đây ai cũng thương cảm xót xa. Tuy nhiên phía trong câu chuyện buồn ấy còn là cuộc đời cơ cực, số phận hầm hưu và những tháng ngày khó nhọc của người đàn bà bất hạnh, kém duyên. Đầu tiên cùng tìm hiểu về lý lịch của người đàn bà bất hạnh này, tên thật Lê Thị Ngẫm, sinh năm 1977, quê quán thôn Đồng Bình, xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Con trai qua đời vì bệnh tim, không lâu sau con gái lại mắc bệnh thiểu năng trí tuệ, khiến chị Lê Thị Ngẫm như muốn phát điên, nhưng số phận vẫn chưa chịu buông tha cho chị, bởi không lâu sau đó chồng chị từ một người bình thường bỗng phát bệnh thần kinh, cả ngày chỉ biết đi lang thang là hét đập phá đồ đạc và đánh vợ. Nhiều năm qua chị Ngẫm buộc phải nhốt chồng trong căn buồng vài mét vuông. Có mặt tại gia đình chị Ngẫm vào buổi chiều tháng 6 khi cái nắng oi ả của mùa hè đang bao trùm căn nhà nhỏ, nằm sâu trong ngõ. Căn nhà ấy có hai số phận hầm hưu bất hạnh. Một người phụ nữ 43 tuổi, dáng khổ hạnh, gương mặt u buồn, đang ngồi trước hiên nhà, hướng mắt về phía xa xăm. Một người đàn ông cởi trần thỉnh thoảng la hét, lấy tay đập mạnh vào song sắt, rồi lại phá lên cười vô hồn trong căn buồng quá trái. Chị ngẫm tâm sự, mấy hôm nay mắt tôi bị mộng lúc nào cũng đau nhức không đi làm thuê được nên đành phải ở nhà điều trị cứ đi làm không sao còn về đến nhà nhìn cảnh chồng la hét chửi mắng trong gian buồng khóa trái và con gái bệnh tật là tôi lại buồn chán nhưng biết làm thế nào được lúc còn khỏe chưa bị bệnh vợ chồng ở với nhau giờ không may anh ấy như vậy mình buông xuôi không nỡ gặp chị ngẫm và trò chuyện với chị chúng tôi có cảm giác như trên đời này có bao nhiêu nỗi bất hạnh thì đều giáng xuống cuộc đời chị. Năm 2002, chị ngẫm quyết định lập gia đình với anh Phạm Quang Phan, sinh năm 1982. Lúc biết anh chị kết hôn, nhiều người trong làng ngoài xã đã không khỏi ngỡ ngàng, bởi lẽ chị hơn anh tận 5 tuổi, bản thân những người thân trong gia đình của chị cũng ngăn cản rất nhiều, vì họ cho rằng phụ nữ thường nhanh già hơn đàn ông, chỉ cần vợ chồng bằng tuổi nhau thì người phụ nữ trông cũng sẽ già dặn hơn nhiều. Nói gì đến việc chị hơn chồng mình 5 tuổi thế nên người thân của chị lo lắng khi chị già đi thì người chồng sẽ chán chê và kiếm mối khác nhưng bất chấp mọi lời khuyên can chị vẫn quyết định sẽ xây dựng tổ ấm với anh chị ngẫm nhớ lại chả biết có nợ gì nhau từ kiếp trước hay không mà tôi và anh ấy cứ quyết đến với nhau đâu chỉ gia đình tôi phản đối đâu mà bên gia đình anh ấy cũng ngăn cản không muốn anh ấy lấy vợ hơn nhiều tuổi bất chấp sự ngăn cản của hai bên gia đình anh chị vẫn quyết đến với nhau và chỉ một năm sau đó họ sinh được cậu con trai đầu lòng khỏe mạnh xinh xắn nhưng 3 tháng sau sinh, sức khỏe con trai anh chị bỗng dưng yếu đi nhiều. Khi đưa con đi bệnh viện khám thì bác sĩ thông báo em bé bị bệnh tim bẩm sinh, dẫn đến teo não, hai chân không đi lại được. Năm 2011, con trai anh chị qua đời. Chị ngẫm buồn rầu kể lại. Sau khi cho con đi thăm khám tại bệnh viện và được các bác sĩ kết luận cháu mắc bệnh tim bẩm sinh, nên hai vợ chồng tôi chết lặng. Lúc đó hai vợ chồng chỉ biết ôm nhau mà khóc. Sau khi bình tĩnh lại thì nói với nhau, dù tốn kém thế nào cũng cố để chữa bệnh cho con. Hễ nghe nói ở đâu có thầy hay thuốc tốt là chúng tôi lại đưa con đến. Hơn 8 năm, cuộc sống của cháu đều phụ thuộc vào tôi, đi đâu làm gì tôi cũng đều cõng cháu theo vì cháu không đi lại được. Nhìn con nhà người ta khỏe mạnh được cắp sách đến trường mà tôi như thắt từng khúc ruột. Năm 2006, vợ chồng chị ngẫm sinh thêm được cô con gái thứ hai. Lúc này mọi hy vọng vợ chồng chị đều đặt vào cô con gái út. Nhưng đến 6 tuổi con gái anh chị lại được phát hiện mắc bệnh thiểu năng trí tuệ, chị ngẫm bảo, sinh con ra chỉ biết lấy con làm nguồn hy vọng, thế mà nguồn hy vọng ấy của vợ chồng tôi lại bị ông trời dập tắt không thương tiếc, tai ương nối tiếp tai ương, con trai lớn vừa mất thì lại phát hiện con gái út bị thiểu năng, còn nỗi đau nào hơn thế không? Lúc đó tôi cũng không biết mình sẽ sống vì cái gì nữa, và cứ thế nỗi đau mất con trai lớn, nỗi buồn khi con gái thứ hai không được may mắn như người ta như vết dao cứa và lòng của người mẹ chỗ dựa cuối cùng cũng bị ông trời cướp mất các con không may bị mắc trọng bệnh nhưng vợ chồng chị ngẫm vẫn cố gắng động viên nhau để cùng vượt qua nỗi đau chị bảo cuộc sống dù liên tiếp gặp phải tai ương nhưng chị chưa bao giờ hối hận vì đã lấy anh phan bởi trong cuộc sống vợ chồng anh phan luôn cố gắng thể hiện mình là trụ cột của gia đình ngoài việc làm nông anh chấp nhận làm đủ thứ nghề để có thêm thu nhập nuôi và chữa bệnh cho các con biết vợ vất vả và thiệt thòi nên anh cũng thường xuyên giúp đỡ chị việc nhà và động viên chị cố gắng khi con trai mất và con gái bị bệnh thiểu năng anh ấy luôn động viên tôi và rồi chúng ta sẽ có những đứa con khác em không phải lo tuổi già cô độc đâu vậy mà giờ đây chỗ dựa còn lại duy nhất của tôi trên cuộc đời này cũng bị ông trời cướp mất chị ngẫm bật khóc khi chia sẻ chuyện đời mình với chúng tôi nỗi đau sự bất hạnh vẫn không buông tha cho người phụ nữ ấy khi chỗ dựa duy nhất của gia đình là anh phan cũng đổ bệnh một ngày tháng 2 năm 2010, sau khi đi làm phụ vữa về, anh Phan có biểu hiện lạ, nói cười luyên thuyên, đập phá đồ đạc và gây sự với vợ. Sau khi đi khám tại bệnh viện, anh Phan được xác nhận mắc chứng bệnh thần kinh. Thời kỳ đầu anh Phan bị bệnh, chị ngẫm và cũng là người thân trong gia đình, cũng cố gắng chạy vạy vay mượn tiền bạc cho anh đi bệnh viện thăm khám và điều trị. Nhưng chữa trị tốn kém mà bệnh tình anh Phan không hề thuyên giảm. Hệ phát bệnh là anh Phan lại bỏ nhà đi lang thang, khiến chị ngẫm phải nhiều lần bỏ công bỏ việc đi tìm chồng, thậm chí khi đang điều trị tại bệnh viện Tâm thần Hải Dương, anh Phan cũng nhiều lần trốn viện. Có lần anh Phan lang thang sang tận địa bàn Nam Định, khiến gia đình phải khó khăn lắm mới tìm thấy. Tìm được chồng mang về nhà thì anh Phan lại la hét, đập phá đồ đạc và lao vào đánh vợ. Chị ngẫm nghẹn ngào, "Năm 2017, khi không còn đủ sức điều trị, tôi nhờ người sửa căn buồng nhỏ trái nhà, làm xong sắt và để chồng ở trong đó. Đến bữa ăn tôi đưa cơm vào cho chồng." và mọi sinh hoạt đều trong căn buồng rộng vài mét vuông nhiều người trong làng bảo tôi nhốt chồng nhưng không làm vậy thì không thể có thời gian để đi kiếm sống nếu không làm vậy thì anh ấy lại đánh tôi hầu như đêm anh ấy không ngủ anh ấy lấy tay đập song sắt kêu gào nhìn chồng như vậy tôi xót lắm nhưng biết phải làm sao ông vũ văn diệu phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã ninh hải chia sẻ hoàn cảnh gia đình chị ngẫm nuôi chồng nuôi con bệnh tật nhiều năm rất thương cảm qua bài viết chính quyền xã mong các tổ chức cá nhân những nhà hảo tâm hãy dang rộng vòng tay giúp đỡ gia đình chị ngẫm để xoa dịu nỗi đau giúp chị vượt lên số phận có thêm kinh phí động lực nuôi người con gái bệnh tật nuôi chồng thần kinh cũng theo lời chị ngẫm chia sẻ ngoài những lúc lên cơn ra anh phan cứ lặng lẽ trầm tư khiến chị có cảm giác như anh vẫn nhận thức được những bất hạnh mà mình đang phải trải qua những lúc như vậy chị ngẫm lại thấy thương chồng nhiều hơn mấy ngày nắng nóng đỉnh điểm vừa qua chị ngẫm bị lên mộng ẩm mắt khiến mắt sưng húp không nhìn thấy gì, nên chị đành phải nghỉ việc ở nhà. Chị bảo không đi làm thì chẳng có tiền đâu mà nuôi chồng, nuôi con. Những ngày an nhàn bất đắc dĩ này lại khiến chị đau khổ nhiều hơn. Nhìn cảnh chồng la hết trong căn buồng nhỏ, chị lại nhớ đến quãng thời gian anh chị hạnh phúc. Chị bảo anh ấy phát bệnh thần kinh thế này cũng rất có thể do suy nghĩ quá nhiều về bệnh tật của các con. Thế mà bề ngoài lúc nào anh ấy cũng tỏ ra cứng rắn để làm chỗ dựa cho tôi. Chia tay gia đình chị Ngậm, ánh mắt ngây dại, nụ cười vô hồn, xen lẫn những tiếng la hét của người chồng mắc bệnh thần kinh trong gian buồng quá trái, vẫn ám ảnh chúng tôi. Chúng tôi không thể quên được câu nói nhói lòng của chị Ngậm rằng nhiều lúc nhìn cảnh chồng con bệnh tật, tôi bất lực quá, chỉ muốn mình là một liều thuốc ngủ để kết thúc những tháng ngày đau khổ, dài dằng dặc. Thế nhưng nghĩ đến cảnh nếu mình chết đi rồi, thì lấy ai là người chăm sóc chồng con? tôi lại không đành lòng sau mỗi lần như thế tôi lại chỉ ước mình có thật nhiều sức khỏe để theo đuổi được chồng con cho đến tận cuối đời vâng thưa quý vị và các bạn một câu chuyện buồn trước thềm năm mới về người đàn bà bất hạnh và cùng khổ nhất hải dương bất cứ ai nghe xong tiếng thở dài của chị ngẫm mà không rơi nước mắt âu cũng là số phận hoặc nó là do cái tên mà cả đời này lê thị ngẫm mang theo đã vận vào người đàn bà khổ sở này